Hồi thứ 16, Tử Nha đốt quỷ hóa tỳ bà. Tử Nha theo dị nhân ra dạo vườn hoa, xem thấy phong cảnh rất đẹp, tường cao vời vợi, vườn rộng thênh thênh. Bên tả một khóm dương xanh tỏa tàn mát rượi, bên hữu có mấy cụm tùng lá xanh dần. Chính giữa có lầu ngoạn cảnh trồng đủ màu hoa lạ, phía trước một cái ao sen cá lội lăn tăn. Tử Nha xem một hồi, thấy khung cảnh nhà hóng gió và ao cá còn một khoảng đất trống, liền nói: chỗ này rất tốt, sao anh không xây cất một ngôi lầu? Dị nhân hỏi: cất lầu làm gì? Tử Nha nói: theo địa lý thì nơi đây có khí tụ rất nhiều, nếu cất 5 căn nhà lớn thì sẽ có 36 người làm quan. Tôi có biết về địa lý nên tỏ bày với anh để đền ơn. Dị nhân hỏi: hiền đệ thạo về địa lý thì đó cũng là một nghề sinh sống đấy, nhưng tôi không giấu gì hiền đệ, chỗ này đã nhiều lần tôi dựng lên gian nhà và sau đó bị cháy liền. Tôi chắc đó là lửa ma, không thể nào làm được, nên tôi đành bỏ qua, chừa đất trống vậy. Tử Nha nói: để tôi chọn ngày tốt cho anh xây cất, anh cứ lo tiệc để đãi đằng thợ thầy, còn phần lửa ma để mặc em ếm cho, nhất định nó không làm gì nổi. Dị nhân nói: hiền đệ cũng biết khoa ếm tà trừ ma nữa à? Tử Nha nói: việc đó tôi rảnh lắm, anh đừng ngại. Dị nhân vui vẻ nói: nếu vậy tôi bố trí cho thợ thầy làm ngay, ý tôi muốn đã lâu nhưng không sao thực hiện được. Mấy hôm sau, dị nhân kêu thợ, trong nhà sẵn cây cối nên dựng lên chẳng mấy chốc. Tử Nha núp trong nhà mát để theo dõi sự tình. Nửa đêm hôm ấy, bỗng nghe gió thổi ào ào, cát bụi bay mù mịt. Trong hơi gió có hiện ra 5 con yêu mặt xanh, mặt trắng, mặt đỏ, mặt vàng, mặt đen. Tử Nha vội bỏ tóc xõa, cầm gươm chỉ mặt hét lớn: 5 con yêu không xa xuống còn đợi chừng nào. Nói vừa dứt, Tử Nha bắt ấn, tức thì một tiếng sấm vang lên. 5 con yêu xa xuống một lúc quỳ trước mặt Tử Nha, năn nỉ: chúng tôi không ngờ có tiên ông đến đây, xin lượng lấy khoan hồng tha cho chúng tôi khỏi chết. Tử Nha nói: bay quen thói hành hung, đốt nhà người ta mấy lượt, nay có ta đến đây, để chúng bay sống làm chi. Nói rồi cầm gươm đến chém. 5 con yêu thất kinh khóc than: chúng tôi ra công tu luyện nên mới được như ngày nay, tiên ông nỡ nào dứt bỏ cho đành, xin ra ơn tha cho chúng tôi làm phước, chúng tôi nguyện từ nay về sau chẳng dám làm càn. Tử Nha nói: thôi, ta cũng tha chúng bay một lần làm phước, chúng bay không được ở đây nữa, phải đến núi Kỳ Sơn tạm trú, chờ lúc chiến trình ra cho ta sai khiến, ta sẽ phong thần. 5 yêu cúi lạy rồi hóa gió bay mất. Bấy giờ Mã Thị và Tôn Thị đang rình xem Tử Nha trừ yêu ếm quỷ, nhưng không thấy yêu quỷ đâu cả, chỉ thấy Tử Nha đứng xóa tóc cầm gươm nói một mình như người điên. Mã Thị nói với Tôn Thị: chị coi ông lão điên kìa, một mình đứng láp nháp mãi. Nói rồi nắm áo Tử Nha kéo lại hỏi: ông làm gì vậy? Tử Nha đáp: đàn bà mà biết gì, tôi đang trừ ma ếm quỷ. Mã Thị cười lớn: khéo kiếm chuyện lừa phỉnh, làm những chuyện tầm thường chưa nên, lại còn muốn làm thầy thiên hạ. Tử Nha nói: coi bói, coi quẻ, trừ ma ếm quỷ là sở trường của tôi. Mã Thị nói:
sao không lấy đó làm nghề sinh nhai? Tử Nha nói, nếu tôi có một căn phố tại chợ, thì có thể lập ra một phòng xem bói, xem tướng được. Mã Thị không tin. Tôi chỉ sợ ông nói bậy, không đúng, người ta nhổ răng, đập đồ nghề, xé sách thì xấu. Vợ chồng đang tranh luận, thì dị nhân bước ra nói. Mấy lần hễ gió lớn như vậy, tức thì nhà bị cháy, nhưng lần này lửa ma không thấy phá phách nữa. Tử Nha nói, vừa rồi có 5 con yêu đến nổi gió để đốt phá. Chúng gặp tôi, không dám hung hăng. Tôi bắt chúng rời khỏi vùng đất này, từ nay không được phá phách nữa. Dị nhân mừng rỡ nói, nhờ phép của hiền đệ, từ nay tôi có thể dựng căn lầu lên được. Hiền đệ có tài như vậy, thật không uổng công tu luyện hơn 40 năm. Tôn Thị nói với chồng, hiền thúc vừa than, không có một căn phố tại chợ để mở phòng coi bói. Vậy nhà mình có phố nhiều, cũng nên nhường cho hiền thúc một căn. Dị nhân nói, nếu hiền đệ muốn việc ấy thì chẳng khó gì. Nhà tôi có 70-80 căn phố tại chợ Triều Ca. Tôi cho hiền đệ một căn, muốn dùng làm việc gì cũng được. Dứt lời, sai gia đình đến chợ Triều Ca dọn dẹp một căn phố, chỗ đông người nhất, giao cho Tử Nha sử dụng. Tử Nha mừng rỡ, chọn ngày tốt, mở phòng coi bói, ngày đêm ở luôn nơi chỗ làm việc. Từ hôm ấy, người qua đường đều thấy một phòng coi bói, bày biện rất lịch sự. Trước cửa dán một đôi liễn đỏ chót, đề rằng đã thông cao thấp 100 điều thật, chẳng dám tầm thường, nửa tiếng sai. Đôi liễn kế bên trong viết rằng miệng nói như ghi, biết khắp nhân gian lành dữ, mắt xem tựa kính, soi cùng thiên hạ thịnh suy. Dựa nơi bàn ngồi lại có đôi liễn đề rằng tay áo đựng càn khôn, cái bầu thu nhật nguyệt. Tuy vậy, đã ngót 3 tháng trời, không một người khách nào vào hàng bói quẻ cả. Tử Nha ngồi buồn, ngày nào cũng ngáp dài ngủ gật. Mã Thị cằn nhằn, bởi ông xem bói không hay nên người ta không đến. Tử Nha cười, chưa có một người nào vào xem, làm sao biết được thầy hay hay dở. Chẳng qua thời vận tôi chưa đến, nên khiến làm ăn không xong. Mã Thị lườm chồng, mấy người bất tài thường đổ thừa thời vận, tôi chẳng biết ông đến bao nhiêu tuổi nữa mới tới thời. Trên đầu tóc đã bạc phơ mà không làm chuyện gì nên hình cả. Tử Nha đành nhịn vợ, không biết phải giải thích làm sao hơn. Ngày kia có một ông tiểu phu đi ngang qua, tên Lưu Cảng, để gánh củi ngoài sân. Bước vào, vỗ bàn, nói lớn, chào thầy! Tử Nha đang gục mặt trên bàn ngủ, bỗng giật mình, mở mắt, thấy một người cao lớn phi thường, 2 con mắt lồ lộ, tướng mạo hung hăng. Tử Nha hỏi, anh đi bói quẻ hay xem số? Lưu Cảng không đáp, hỏi lại, thầy tên họ là gì? Tử Nha nói, tôi họ Khương, tên Thượng, tên chữ là Tử Nha, hiệu Phi Hùng. Lưu Càng hỏi, đôi liễn thầy viết trên cột đây có ý gì? Xin thầy cắt nghĩa cho tôi nghe thử. Tử Nha hỏi, 3 câu liễn của tôi, ông muốn hỏi câu liễn nào? Lưu Càng chỉ tay vào câu liễn gần nhất, hỏi, tay áo đựng càn khôn, cái bầu thu nhật nguyệt là nghĩa gì vậy? Tử Nha giải thích, tay áo đựng càn khôn là biết cả những việc đã qua và sắp tới. Cái bầu thu nhật nguyệt là biết phép tiên, sống hoài không chết. Lưu Cảng nói, thầy khoe biết cả việc đã qua và chưa tới, vậy tôi xin bói một quẻ, hễ trúng thì tôi thưởng thầy 20 đồng tiền, còn sai thì tôi tặng thầy vài đấm, bảo dọn đồ về xứ,
không cho ở chợ Triều Ca này lừa phỉnh thiên hạ. Tử Nha thở dài, nghĩ thầm. Mấy tháng trời không gặp một khách hàng, nay lại có thằng tướng dữ này vào phá đám. Nếu coi không trúng, chắc nguy với nó chứ chẳng chơi. Nghĩ rồi, Tử Nha hỏi Lưu Càng. Ông muốn xem việc gì, cứ nói. Lưu Càng nói. Tôi là người tiều phu đi bán củi, vậy ông chỉ cho tôi nên đi ngã nào, bán củi được bao nhiêu tiền. Tử Nha gieo quẻ xong, viết bốn câu như vậy. Đi qua bên phía nam, gặp ông già cội liễu, bán được 120 đồng, bốn bánh lót lòng, vài chén rượu. Lưu Càng cãi lại. Thầy bói quẻ này chắc không trúng rồi, tôi đi bán củi đã mấy mươi năm, không ai cho uống rượu bao giờ. Tử Nha nói, cứ đi thử rồi sẽ biết. Lưu Càng nghe lời, gánh củi nhắm phía nam đi thẳng. Đi một lúc xa xa, bỗng gặp một ông già đang đứng dưới một gốc dương liễu gọi lại bảo, hãy đem củi đây ta mua. Lưu Càng khen thầm, quẻ linh thật. Ông già hỏi, gánh củi ông bán chắc giá bao nhiêu? Lưu Càng cố ý thử quẻ, liền nói, nhất định 100 đồng, không đổi lên xuống gì cả. Ông già nói, gánh củi nặng và khô, tốt lắm, tôi không trả thiếu làm gì. Hãy gánh vào, tôi đưa tiền cho. Lưu Càng mừng thầm, gánh củi vào nhà ông lão. Tính Lưu Càng lại thích sạch sẽ, nên trước khi chất củi vào nhà chứa, quét dọn rất tươm tất. Ông lão bước ra, thấy sạch sẽ, khen. Hôm nay lũ trẻ ở nhà quét dọn vừa mắt lắm. Lưu Càng nói, thưa ông lầm rồi, chính tôi mới quét dọn dùm cho ông đó. Ông già rất hài lòng, khen. Bữa nay là ngày cưới vợ cho con trai tôi mua được củi tốt, lại gặp người tử tế như ông, thật ít có. Nói rồi, ông lão vào nhà trong, sai một tên gia đình đem ra cho Lưu Càng một dĩa bánh và một chai rượu nhỏ, nói. Viên ngoại bảo ông ăn bánh lót lòng, rồi sẽ về. Lưu Càng khen. Ông thầy bói họ Khương quả thần thánh, để ta rót rượu, xem có y như vậy không. Quả nhiên, ve rượu chỉ rót vừa 2 chén thì cạn. Lưu Càng ăn uống xong, thấy ông lão bước ra, liền nói. Tôi cảm ơn viên ngoại nhiều lắm. Ông lão liền trao cho Lưu Càng 2 gói tiền, một gói lớn, một gói nhỏ, và nói. Đây là 100 tiền củi. Còn đây là 20 đồng tiền thưởng riêng, vì hôm nay gặp ngày hỷ sự, ông cầm lấy uống rượu cho vui. Lưu Càng mừng rỡ, vội từ tạ ra về, vừa đi vừa nghĩ. Nay đất Triều Ca có thần tiên trổ mặt, chẳng biết thế gian có gì đổi mới chăng. Nghĩ rồi, xăm xăm trở lại chợ để trả tiền coi bói. Trong lúc đó, từ sáng sớm, nhiều người thấy Lưu Càng hâm đánh Tử Nha, sợ Tử Nha mang họa với con người cộc cằn ấy. Vì vậy, khi Lưu Càng đi rồi, có nhiều người vào nói với Tử Nha. Lưu Càng là quân hoang, khét tiếng ở chợ Triều Ca này, không nên đánh cuộc với nó. Liệu bè quẻ không linh thì trốn mặt cho xong. Tử Nha nói, tôi làm thầy có sách vở, đâu phải chuyện phỉnh phờ, cứ để xem thì biết. Mọi người thấy Tử Nha già cả cũng thương, đợi Lưu Càng trở về, nếu có xảy ra bể nào sẽ can gián dùng. Được một lúc, thấy Lưu Càng từ đầu phố chạy bon bon về, vào thẳng cửa hàng Tử Nha. Tử Nha hỏi, sao, quẻ có linh không? Lưu Càng nói lớn, tôi phục thầy là ông thánh sống rồi, quẻ đúng y ngay, không sai một chút nào. Thầy về chợ Triều Ca này thì thiên hạ rất may mắn, lánh dữ tìm lành. Tử Nha nói,
quẻ đúng thì phải trao tiền cho tôi chứ. Lưu Càng nói, tôi hứa thưởng ông 20 đồng tiền, trong túi tôi có sẵn, tôi không gạt ông đâu, nhưng chậm rãi, để tôi làm việc này đã. Lưu Càng đứng trước thềm, giây phút thấy một người mặc áo vải, mang đại gia chạy như tên bắn. Lưu Càng liền đuổi theo, níu lại, người ấy trợn mắt nói, anh kéo tôi làm gì? Lưu Càng nói, phố này có ông thầy coi bói rất thần tình, mời anh ghé vào xem một quẻ, bỏ qua uổng lắm. Người kia trố mắt nhìn Lưu Càng, lấy làm lạ, nói, coi bói hay không mặc tôi, tại sao anh bắt buộc tôi? Lưu Càng nói, chỉ thầy bói giỏi, mách thuốc hay là việc làm ơn, tôi đâu phải ác ý với anh mà anh phàn nàn. Người kia lắc đầu, nhưng tôi không muốn xem. Lưu Càng giật mạnh vạt áo, tại sao lại không xem, thầy bói này hay lắm. Người kia mở to đôi mắt nhìn Lưu Càng, thấy Lưu Càng to lớn, mạnh khỏe, lòng cũng sợ, nhưng ỷ mình là công sai của triều đình nên lên tiếng gắt, tôi không xem thì anh làm gì tôi chứ? Lưu Càng nghiến răng nói, nếu anh không coi, tôi nhấn nước anh rồi cùng chết luôn. Vừa nói, Lưu Càng vừa lôi người công sai ra bến nước. Mọi người biết Lưu Càng tuy là gã tiều phu nhưng có tính bướng bỉnh, hễ nói là làm, nên xúm nhau khuyên người công sai, thôi anh nên vui lòng vào xem một quẻ cho yên chuyện. Người công sai cằn nhằn, tôi không có chuyện gì, coi bói làm sao được. Lưu Càng nói, anh cứ xem đi, hễ không đúng tôi trả tiền cho, còn quẻ đúng anh phải mua rượu cho uống. Người công sai thấy Lưu Càng ngang ngạnh quá, túng phải theo vào phòng coi bói. Người công sai nói với Tử Nha, tôi là công sai của triều đình, đi ngang đây không có việc gì để xin quẻ, bởi anh em ép nên phải nhờ vào thầy một chút. Tử Nha hỏi, anh muốn nhờ việc chi? Người công sai nói, tôi nhờ thầy bói một quẻ, xem tôi đi đâu, thu tiền được bao nhiêu. Tử Nha gieo quẻ, rồi viết ra 4 câu như vậy. Quẻ cấn thu không vẹn, tiền lương chúng còn hẹn. Nếu chẳng đợi chờ lâu, 103 nén. Người công sai hỏi, tiền quẻ bao nhiêu? Lưu Càng không để Tử Nha nói, xen vào, quẻ này linh lắm, không phải giá thường, cứ mỗi quẻ phải trả 5 chỉ bạc. Người công sai lườm mắt ngó Lưu Càng nói, anh không phải làm thầy, sao lại ra giá? Lưu Càng nói, anh đừng lo đắt, nếu quẻ không đúng, tôi trả bạc lại cho. Người công sai sợ ở lâu trễ việc quan, liền móc túi lấy 5 chỉ bạc trao ra, lật đật rời gót. Lưu Càng cũng từ giã ra đi. Tử Nha nói, cám ơn anh nhiều. Lưu Càng nhe răng cười, có gì đâu, tôi đền ơn thầy đó. Nói rồi quẩy đòn gánh lên vai, buôn bạ vào núi. Dân chúng thấy Lưu Càng níu kéo viên công sai, xúm nhau xem đông nghẹt, chừng rõ được câu chuyện, ai nấy thấp thỏm đợi người công sai trở về xem quẻ bói có linh không. Chẳng bao lâu, người công sai trở về, ghé vào phố Tử Nha khen, tuy tốn 5 chỉ bạc, nhưng quẻ linh đáng giá 1000 vàng, thầy quả thật là tiên, tôi thu đúng 103 nén. Từ ấy, Tử Nha nổi tiếng, nội triều ca kéo đến xem bói rất đông, cứ mỗi lần xem 5 chỉ bạc. Mã thị thấy chồng làm được nhiều tiền, trọng chồng quá sức. Phòng xem bói Tử Nha đông nườm nượp, được nửa năm thì các khách xa cũng tìm đến. Bấy giờ, nói về ngoài cửa Nam, tại Mã Huỳnh Đế có con Ngọc Thạch Tỳ Bà. Trước kia là bạn với Đắc Kỷ, lâu ngày xa cách, nên tìm đến triều ca thăm Đắc Kỷ. Đắc Kỷ mừng lắm,
tiếp đón rất ân cần, ngày đêm ở trong cung vui đùa không ngớt. Tuy vậy, Ngọc Thạch Tỳ Bà vốn là loài yêu quái, tính ăn thịt người đã quen, không thể nhịn lâu được. Cứ mỗi đêm, Ngọc Thạch Tỳ Bà lại hiện nguyên hình yêu, bắt bọn cung nữ trong cung ăn thịt, bỏ xương tại mé Thái Hồ cả đống. Hôm nọ, Ngọc Thạch Tỳ Bà từ giã đắc kỷ, tàng hình trở về động. Khi bay ngang đến trước phố Tử Nha, thấy thiên hạ vào ra rất đông, cười nói xôn xao, ai ai cũng đồn thầy xem bói tài tình lắm. Tỳ Bà Tinh nghĩ thầm, khéo kiếm chuyện lừa gạt dân gian, bói quẻ có gì mà linh như vậy, để ta giả hình người vào bói thử xem cho biết. Nghĩ rồi liền hóa ra một thiếu nữ mặc tang phục, bước vào gọi Tử Nha nói, xin thầy làm ơn bói dùng tôi một quẻ. Mọi người nhìn lại thấy một thiếu nữ sang trọng và xinh đẹp phi thường, liền tránh ra chừa lối cho nàng vào. Tử Nha thoáng thấy nét yêu hiện trên nét mặt người đàn bà, mỉm cười thầm nhủ, loài yêu nghiệt dám đến trước mặt ta mà chọc tức, nếu gặp yêu mà không trừ đi thì đâu phải kẻ có bản lĩnh cao cường. Nghĩ rồi liền nói với khách hàng mình, xin các ngài tránh ra để tôi xem cho người đàn bà này trước, kẻo nam nữ đứng gần nhau lâu bất tiện. Khách hàng nghe theo lời, chừa chỗ cho Tỳ Bà Tinh đến trước bàn. Tử Nha nói với Tỳ Bà Tinh, cô đưa bàn tay tôi xem thử. Tỳ Bà Tinh hỏi, thầy chuyên coi bói mà cũng biết xem tướng nữa sao? Tử Nha nói, nghề gì tôi cũng biết, trường hợp của cô đặc biệt hơn nên phải coi tướng trước rồi coi bói sau mới nói đúng được. Tỳ Bà Tinh không ngờ Tử Nha đã rõ chân tướng của mình, liền mỉm cười xòe bàn tay ra đưa trước mặt. Tử Nha nắm lấy cổ tay, ấn vào bộ mạch, dùng phép âm không cho yêu quái biến hình. Tỳ Bà Tinh vẫn không hiểu, tưởng Tử Nha chọc ghẹo mình, vội nói, thầy xem không nói gì, lại nắm cườm tay tôi mãi như vậy. Khách hàng ngồi xung quanh, thấy Tử Nha có cử chỉ bất lịch sự ấy, liền la lớn, ông thầy đã già mà còn hiện quỷ, nắm tay con gái làm chuyện trêu dâm, nếu có một quan chức đi ngang đây trông thấy thì tội không nhỏ. Tử Nha thấy mọi người nhao nhao, liền thanh minh, nó không phải đàn bà con gái đâu, nó là giống yêu tinh giả hình vào quấy rối. Không ai tin lời nói của Tử Nha, người này nhìn mặt người kia với vẻ bất bình. Tử Nha không để ý đến cử chỉ phản đối của mọi người, cứ nắm chặt lấy cổ tay của Tỳ Bà Tinh, không cho biến xác. Qua một lúc, Tử Nha thấy không có vật gì có thể giết được yêu quái, trừ nghiên mực để trên bàn, liền thò tay, lấy nghiên mực đập mạnh vào đầu Tỳ Bà Tinh. Tỳ Bà Tinh ré lên một tiếng, máu chảy đỏ ối. Tuy vậy, Tỳ Bà Tinh vẫn còn mạnh, dãy giụa lung tung mà không sao biến đi được. Thiên hạ trông thấy Tử Nha đánh người đàn bà đổ máu, đều ra mặt phẫn nộ. Lão thầy bói quái gở đã chọc ghẹo đàn bà con gái, lại còn dở trò hung hăng, chúng ta đi báo với quan địa phương. Một số người nắm giữ Tử Nha lại, còn một số đi trình quan. Tử Nha vẫn nắm chặt tay Tỳ Bà Tinh không thả. Vừa lúc ấy có Tỷ Can cưỡi ngựa đi qua đấy, thấy dân chúng xôn xao, liền hỏi, thiên hạ làm gì đông vậy? Mọi người đồng hô lớn, kéo cổ Tử Nha ra đây cho quan thừa tướng xử. Tỷ Can không rõ việc gì, hỏi, chuyện gì vậy? Dân chúng thưa, có lão thầy bói tên Tử Nha làm chuyện phạm pháp, lợi dụng nghề coi bói nắm tay con gái đàn bà, cô ả không chịu, lão thầy bói lại làm ngang lấy nghiên mực đánh nàng đổ máu. Tỷ Can nghe nói nổi xung, truyền bắt Tử Nha dẫn đến. Tử Nha bị lôi ra trước mặt Tỷ Can, nhưng ông ta vẫn không chịu thả tay Tỷ Bà Tinh. Tỷ Can trông thấy tận mắt
lớn tiếng mắng Tử Nha. Trên đầu ngươi đã hai thứ tóc, sao lại không biết xét mình, làm chi chuyện xấu xa như vậy? Tử Nha quỳ thưa, tôi là người có học, lẽ đâu không biết phép vua, dầu có lì lợm đến đâu, cũng không thể đối xử với đàn bà như vậy. Quả thật, người này là yêu quái trá hình, tôi thấy tại triều ca, khí yêu quá lộng, e không chờ thì sớm tối, nước nhà không yên, tôi dẫu là dân, đã ăn ngọn rau, tấc đất của thánh hoàng, chẳng lẽ bỏ qua, không trừ quỷ dữ, xin thừa tướng xét lại. Tỷ can nhìn người đàn bà đang nằm mê man như chết, nói, người đàn bà ấy bị ngươi đánh đã chí tử, ngươi còn tiếc gì còn nắm tay. Tử Nha thưa, không, nó làm bộ yếu đó, nếu tôi thả tay, nó biến mất còn đâu bằng cớ. Thừa tướng giàu không xét, chém đầu tôi cũng không dám thả tay ra. Tỷ can suy nghĩ hồi lâu, nói, việc này ta không thể nào xét xử được, để ta vào triều tâu với thiên tử đã. Nói rồi liền sai quan Sở Tại dẫn Tử Nha đến trước đền, còn mình cưỡi ngựa về thẳng hoàng cung, vào ra mắt trụ vương tâu mọi chuyện. Trụ vương ngớ ngẩn, không hiểu cớ sự ra sao. Đắc Kỷ đã rõ ngọn ngành, nghiến răng thẩm trách, khổ quá, em đi về sao lại không đi về cho đến nơi, ghé vào xem bói làm gì cho chúng đánh. Việc này chị phải báo thù cho em mới được. Nghĩ rồi liền tâu với trụ vương, việc ấy nghe mơ hồ quá, xin bệ hạ truyền Tử Nha vào bệ kiến mới rõ được. Trụ vương nghe lời, liền truyền dẫn Tử Nha vào. Tử Nha kéo thay tỷ bà cùng với mình vào quỳ trước bệ. Trụ vương hỏi, nhà ngươi là ai đó? Tử Nha tâu, tôi là Khương Thượng, quê ở Hứa Châu. Trước đây có học phép thần tiên, nên rõ được yêu quái. Nay tôi đang xem bói, gặp con yêu này giả hình vào quấy rối, nên tôi bắt nó để đền ơn bệ hạ. Trụ vương nói, nó là người đàn bà rõ ràng, sao ngươi bảo là yêu quái? Tử Nha nói, con mắt người thường không thể phân biệt được, nếu bệ hạ muốn thấy tận mắt, xin cho phép tôi dùng lửa đốt nó sẽ hiện nguyên hình cho bệ hạ xem. Trụ vương y tấu, truyền quân đem củi lửa đến chất lên nghi ngút trước sân trầu. Tử Nha liền họa bùa trên xoáy tỷ bà tinh, rồi quăng nó vào lửa. Lạ thay, lửa đốt đến 2 giờ mà xác con yêu vẫn còn nguyên, không hề bị cháy. Quân sĩ lấy làm lạ, triều thần ngơ ngác nhìn. Vua Trụ nói với Tỷ Can, đốt không cháy thì nó quả thật là yêu quái rồi. Tỷ Can tâu, đúng vậy, song không biết nó là giống gì thành yêu. Trụ vương phán, người xuống dưới sân trầu hỏi Khương Thượng xem yêu ấy là giống gì vậy. Tỷ Can vâng lệnh đến hỏi Tử Nha. Tử Nha nói, nếu muốn bắt nó hiện nguyên hình cũng chẳng khó gì. Các bạn thân mến, về lời bàn, mỗi người có một năng khiếu, khai thác đúng năng khiếu sẽ là một siêu nhân. Tử Nha gặp vận nghèo khổ, thời chưa đến, làm gì hỏng nấy. Nhưng rồi đến việc xem bói, trừ yêu thì lại quán trúng. Phải chăng Tử Nha đã đến thời? Thưa không, Tử Nha trừ yêu, ếm quỷ, chẳng qua tác giả muốn diễn tả cái tài đặc biệt của Tử Nha đấy thôi. Khi không phải tài năng của mình thì tác giả đổ lỗi cho thời vận, nhưng đến cái sở trường thì tác giả lại cho là xuất chúng. Như vậy, tài và thời mâu thuẫn nhau. Có lẽ tài giết quỷ trừ yêu cũng là tài của tác giả bộ truyện này. Suốt cuốn Phong Thần, chúng ta thấy không biết bao nhiêu yêu quái, thần tiên xuất hiện. Mỗi ông tiên, mỗi con yêu là một thứ phép tắc tài tình, không giống nhau. Như vậy, chúng ta thấy tác giả rất thiện nghệ về yêu quái,
lẽ nào làm cái việc trừ yêu, bắt quỷ, tác giả lại không phô trương qua nhân vật Tử Nha. Vì vậy, lúc Tử Nha buôn bán làm ăn thì tỏ ra một kẻ quê mùa khờ khạo, không có trí, mà lúc coi bói, trừ yêu thì lại tỏ ra người thông thái phi thường. Đứng trên hai quan điểm ấy, chúng ta thấy lối diễn tả của tác giả một phần nào mâu thuẫn. Cái mâu thuẫn trước kia, Tử Nha không thể làm một anh chàng ngốc nghếch như vậy được. Một anh chàng vào bậc anh hùng, chuẩn bị ra phò chân chúa thu đoạt giang sơn, không thể có thái độ ngật ngờ như một kẻ ngu phu thôn dã được. Đành rằng lúc thất thời có thể có những thất bại, nhưng là những thất bại có ý thức với quan niệm đặc biệt kia. Ví như là Hàn Tín trong chuyện Tây Hán, lúc thất thời có thể luồn chôn một gã thịt heo giữa chợ, nhưng đó là một hành động anh hùng biết tùy thời xử thế, không câu nệ cái xấu hổ trước mắt để mưu lấy cái vinh trong tương lai. Việc luồn chôn của Hàn Tín thử hỏi một kẻ tầm thường có thể làm được không? Ở đây, tác giả chỉ chú trọng việc yêu ma quỷ mị mà quên đến bản ngãi của một kẻ anh hùng, thật đáng trách. Dù trong lĩnh vực nào cũng vậy, một người đã gọi anh hùng, ngoài cái tài ba đã có sẵn, tư tưởng, tư cách, không thể không khác với những kẻ tầm thường. Diễn tả hồi này, tác giả đã quên cái chân tướng bản ngã, mà chỉ chạy theo cái hiện tượng tầm thường xã hội. Chân tướng bản ngã của cá nhân và hiện tượng xã hội tuy liên quan nhưng độc lập, không thể vì hiện tượng xã hội mà làm mất cái bản ngã của chân tướng được. Cũng là lối bất mãn với vợ con, cha mẹ. Nhưng Ngô Khởi không về đại hiếu mẫu thân, sát thê cầu tướng. Hành động như vậy trong hoàn cảnh quyền biến chính là cái chân tướng của bản ngã vậy.